Chào mừng mọi người đã đến với kênh tô màu của mình. Thì hôm nay mình sẽ tô màu hai chiếc máy bay này nha mọi người. Xin mời mọi người hãy theo dõi video của mình để xem mình tô màu bức tranh này sẽ như thế nào nhé. Ok. Mấy bà ở khu ký túc xá chị bảo là đi giữ đứng ra giữa trước cổng trường để xem, nhưng mà người ta có đi qua cổng trường chị đâu. Có đi qua cổng trường Xuân Thủy đâu. Mấy bà già rủ nhau đi xem mà có qua đâu. Ừ, bây giờ người ta già người ta vẫn đứng ngoài nắng người ta ấy kìa. Tối qua bạn chị đi tới tận 11 12 giờ vẫn chưa được vào thăm bác kiếm bác. Đông xỉu luôn. Hello anh. Cái hai đứa đều đánh những cầu đúng không? Dạ đúng. Đúng không? Đúng rồi ạ. Thì anh hay đánh không? Thi đấu không anh? Có hay đánh không? Có ạ, thi đấu không anh? Em chỉ biết đánh thôi chứ còn đấu đi. Mọi người hay đánh ấy. Wow. Chơi. Vui anh ơi đi. Em hay đánh nhưng mà hay đánh có đánh ở sân không hay đánh trên trường? Đánh ở sân trường ấy nhỉ? Ý anh là có đánh sân ngoài không? Dạ em không, em chỉ đánh ở sân ở trong trường thôi. Em mà đánh kiểu tự phát luôn. Cả nhà xong mỗi người một cái vợt xong một quả cầu lông đánh. Nhưng mà chắc được học đúng không? Trời ơi, em học môn cầu lông mà anh. Thế em đã né môn đấy là do thấy thằng bạn em đi trường. Ê, để đấy rồi này. Gấp, gấp không kìa. Nhưng mà người làm cái này chắc cũng kiểu rất là tin rất đậm nhanh kiểu phải đúng quy trình làm sai một cái thì kiểu đây này gấp sai một phát thì người ta đang trực tiếp trang trọng. Đồng chí này đang cố nén khóc này, sắp khóc đến nơi rồi. Ok, vậy mình đã tô màu xong bức tranh này rồi nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này của mình. Mọi người xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye. Xin chào mọi người, chào mọi người đến với kênh tô màu mình. Ngày nay chúng ta sẽ cùng nhau tô màu ở lâu đài nha mọi người. Và đây là bức tranh mình vừa tô màu xong nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tô màu tiếp theo nhé. Bye bye.